ăn chuột rồi, lát rồi chuột hình ghẻ qua cho. Chụp hình gỡ qua mất em tức hay mày gì? Tiếng vợ ông không nó mặn chảnh sao? Gì mà ở trong nhà luôn à. Gì mà ông nói nó đi đâu có tiêu. Tao nhà không có số bạn. Lại có đông này không dốc. Mới về á nó mới. Chú Tám đang tăng cường chuột thêm nữa cả nhà ơi. Mười mấy con nãy không đủ rồi. Nãy thêm có hai khách nữa. À, chuột nằm trơ trơ. Chà bá gì không thấy. Chuột nằm trơ trơ luôn. Lấy cho chú Tám luôn. Đó. Hết rồi chú Tám. Cái đâu có mời của mình kia là của Vinh. Rồi hết rồi. Có dính không? Cũng dính luôn hả? Không có luôn. Đây, cũng tới đây cũng đã cuối cái đường rập của chú Tám rồi cả nhà ơi. Thì nhóm cũng xin phép được kết clip ở đây cả nhà. Đây hai chú cháu đi thì cũng giới thiệu thêm nữa, đây là Hoàng là con rể của chú Tám. Hôm nay Hoàng lên đây chơi rồi sẵn đi với chú Tám thăm gặp chuột luôn cả nhà ơi. Bộ hôm nay được nhiều chú Tám? Nhiều quá. Đâu không coi được chú Tám. 6 ký. À, bữa nay thấy có tỷ lệ nhiều luôn á cả nhà ơi. Đó, như vậy là đâu có lỗ công đâu. Cái này là buổi đầu hôm cả nhà, còn sáng nữa. À, được chú Tám nó khoảng 6 ký. Quá, thấy cái đồng chuột nè. 6 ký thầm giác nữa kiếm tiền 3 ký nữa là 9 ký rồi được. Thì ATV cũng xin phép kết clip ở đây cả nhà. Thì ATV xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở những video lần sau. 80 lên tiếp 6 ký có trên nha. Rồi. Bye bye cả nhà. Rồi. Rồi ATV cũng đang trên đường đi về luôn cả nhà ơi. Bữa nay không có chương trình nấu nướng nữa cả nhà ơi. Có không? Mà người nướng thì gỗ cũng có sẵn. Có luôn hả? Chị lát nữa khai trương luôn ha. Vinh là nó hợp đồng là nấu cái chua chuột á. Trời ơi, cái ghê à? Được không? Giết này nó còn mồ đó, đổ không nổ hỏi gì cả. Ăn được ha. Canh chua chuột không mới chịu. Canh chua chuột. Rồi nhóm tiến về bên phía trại của ông chú Ba luôn. Ngoài kia cũng có một đồng nghiệp của mình ở ngoài nọ đang thì giờ cũng đi thăm bẫy nhưng mà chưa có hết gặp cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà, để lần nữa là đang có chương trình gì thì cho cả nhà xem nữa. Cũng như lời đã hứa với cả nhà, chú cháu tôi là mần chuột để mà nhâm nhi luôn cả nhà ơi. Và Hoàng với lại chú Tám với thêm một đồng nghiệp đó là anh Vinh cũng tham gia mần chuột với lại chú Tám luôn. Vinh chuột. Tám chuột rồi. Tám chuột là tao không mày. Chút nữa tìm dán này nè. Dạ. Bên kia bếp lửa cũng đã bập bùng luôn rồi cả nhà ơi. Cho nó quýt lại đi cho nó cháy rồi nó chứ lớn.
bếp lửa đang bập bùng luôn. Cái này là cậu cha này với cô với bác. À đây. Đây có một con cóc nó đang núp lùm mà. Nó cậu cha á. Đang núp lùm. Cóc kìa. Đâu? Đây nè, còn con nữa hả? Ừ, hai con luôn. Ủa, vòng vòng ở đây chứ đâu mà kiếm nhiều lắm. Cóc là sầu đủ đi biển là nhậu đủ. Cóc à. Ừ. Hai mần thịt mần cá nó đâu mà tội nghiệp chú ba. Cái mâm lại hả? Bếp lửa bập bùng bập bùng. Ta đang chuẩn bị cặp cái gấp tặng nướng chuột cả nhà. Giá mất máy nghe lắm rồi, alo đi. Bằng tay này chuyên gia là trẻ tre là làm lợp tôm nè cả nhà. Cho nên là với cái việc mà chẻ một cái cây điên điển rất là đơn giản với lại chú Tám luôn. Đó mày đâu mày tách giùm tao đi. Ông già mắt yếu rồi. Mày đấy. Mày hay lắm, mày hay hơn tao nhiều mà. Mày hả bự. Cái tao có cháu ông già. Nó qua là nước mắm nó gì qua. Làm gầu xuống rồi vừa đó. Trời béo lỡ quay tôi biết tụi chơi ba đi xe ghe đâu mà muốn rồi thì lúc ghe yeah, đi không chịu đâu, tao nói quay vừa quay lửa tao lấy cái cảnh đâu. Cảnh đẹp ha. Lửa là như đốt lửa chạy vậy đó anh em. Trời ơi. Cái này mà không ăn dép mà đá vô kẹt giò đứt giò đứt giò này. Wow. Quay đang có nói gì không? Không biết tao nói mà nó cười rồi nó kẹp góc rồi coi. Thì mấy anh em đang chuẩn bị kẹp gấp mấy con chuột lại đang đưa lên lửa than nướng nha cả nhà ơi. Vinh đang cho mấy chuột vô gấp đó cả nhà ơi. Dân này là dân chuyên nghiệp ăn nhậu không à, cứ mặn này dở quẹt. Đặt đêm nó có 18-20 kg à. Quay lên cho đồ như mà không có thấy con chuột nó chạy xa.
sao mà lên lép trên mạng mà què vậy? Ở đâu á? Quay con bên này chở cái bên kia cái đó. Chào mừng một thành viên mới nữa. Chào khán giả. Hôm nay là tôi đi đổ chuột, tôi mới đến đây. Tôi đang nướng chín là các bạn rồi để lên thêm. Đó là chuột thứ trà gì? Ở ngoài Sài Gòn đâu có ăn cái này đâu. Ở đây là cái cảnh này thì Sài Gòn có thể không có rồi, nhưng chuột chắc họ có. Thấy chưa? Chuột thì đi có thể ra tới ngoài, nhưng mà cái cảnh mà nó hơi dân dã như thế này thì chắc có lẽ là Sài Gòn ăn anh em thì chưa có gặp. Có ăn đâu. Từ ngoài Sài Gòn về đến đây ăn chuột, ăn nướng. Cho số rồi. Ai là chơi từng lễ nướng theo chuột từng lễ về Sài Gòn tiếp. Này mà ăn chết con gì? Mình ăn cái xe cho bông. Vậy vậy chẳng đưa con về quê chơi từng lễ luôn. À hay. Sáng bữa nay không có ngày gửi anh ta về sớm ha. Hai. Sao? Sao nào? Đang ngủ chứ ngang nào. Trời ơi, đặt rồi đi về sớm rồi, lúc đó là tao đang đặt lập ếch nữa. Ngồi thổi đi Hoàng, thổi. Ừ, tích cực vô Hoàng. Bạn tao gửi hình ảnh nó về cho anh, cho mày lấy cúp. Lấy đai luôn. Nè, quạt bó tiêu nè. Có kìa, bó tiêu quá đám, đổ cái không còn một miếng luôn. Chạy, đổ mở quạt bó tiêu luôn rồi. Tao quạt cũng chừng bãi kinh nữa. Quá phá đám rồi. Đó, phá đám mà mày quay nha. Chết hết luôn. Á mà nó trở lại nó quay mình. Quá thế rồi. Không hồi nữa sao mà bị cụm sóng ngang. Không ai hết đó. Tôi kìa. Ồ mát rồi mát. Đó được rồi đó. Cái luôn cái lò sao nữa kìa. Được rồi. Lửa gì được rồi, đẹp rồi. Lửa cái luôn. Mày thấy ba không? Rồi lửa gì được rồi. Còn nó cháy đi, ấy kỳ tôi kỳ dưới giữa cái nữa. Cái xe cái này có ai mà cờ gì hả? Gì mới được. Đấy cái nó không đều, nó chín đều. Bà đó mới làm bữa lấy bà đi vẽ là tâm rồi đây nè. Rồi. Lần đầu tiên ăn chuột nướng cái này nè. Chuột này là chuột nướng quan giả nè. Rồi mua đi. Còn đây, gấp lên đây. Mua đi. Không cái gì không lại đây. Rồi ông nữa. Cái gì đó cho anh. Rồi anh lấy. Gì được mà cái gì cũng vậy, tôi phải ai mua tôi bán à. Có à, bán có không mà cái rồi, tôi bán của mình chứ mà đừng có nó tan sau thất bổng không à, là không vừa bụng không chừng nước miếng nghe Hoàng. Ủa giống rồi đó, kéo lại xuống rồi. Tôi nướng gì nó mau thằng này bắt tay nó kỳ nó kỳ. Ừ trời, tao để vàng kỳ nó rồi sát mà để vậy là không bao giờ nói có hiệu quả. Hiệu quả nhờ, nhờ cái nóng 5 phút chín nè, chuẩn bị nghe cả nhà, 5 phút nữa chín nè. Vinh nói rồi đó, 5 phút ăn sống nhăn luôn chín. 5 phút nữa là như vậy nè. Giờ cũng nghe điện thoại quá. Bà nói bà ghét lắm rồi đó nghe. Thấy rõ luôn hả? Nói vợ chồng của người ta. À, ăn chuột ơi, lát rồi chụp hình ghẻ qua cho. Chụp hình đỡ qua mất em tức hay mày gì? Tiếng vợ ông hầu cái mặn cái chảnh sao? Gì mà ở trong nhà luôn à. Gì mà ông nói nó đi đâu có tiêu. Tao nhà không có số bọng. Cầm lại tấm đồng này ông dốc. Ông mới về á nó mới. Chú Tám đang tăng cường chuột thêm nữa cả nhà ơi. Mười mấy con nãy không đủ rồi. Nãy thêm có hai khách nữa. Chơi lớn luôn rồi cả nhà ơi. Chơi lớn luôn rồi. Đem nguyên một cái sạp lên luôn.
bây giờ cũng mình làm cái sợi luôn à. Ở đâu? Ở giữa đường này luôn nè. Trời ơi. Sáng cho hai giờ đi. Hai giờ nãy buông lặt. Ê ơi. Ê. Nè. Khoan khoan kiếm đồ quét đi. Ba vô ba này nghe. Nó sạc bữa lên nó nhiễu mỡ trong quay. Không có xây đúng vô đừng cho nó nằm im với tao vĩnh hoài sao? Quá ngon à. Bỏ em với kìa. Lắm. Còn mà mấy cái vỉ nè, chỗ 10 giờ nướng chuột nướng ở dưới quê. Đó, có màu đó dinh nô có màu. Chuột nướng ngoài đồng. Thứ gì dụng nấu? Tiếng chống nạnh kìa. Tiếng chống nạnh kìa. Có rau nữa nè. Thấy cái mặt đâu, thấy cái đèn không? Vậy coi gọi. Thì đồ bao nhiêu vừa. Vừa kẹo chứ cũng là vậy. Nhưng trả để cho nó quay chứ. Sáng lên mà không biết đụng mà sao chịu nó không điện. Nó đủ nóng đó nhưng mà nhiều. Rồi giờ bây giờ ơi đụng cá là cho bữa trưa rồi đó. Rồi với nồi mà lỡ. Tầm rưa giờ cá dữ luôn. Có lăng cá nó độ có ngục rồi với ba thằng mà chà rào thưa. Rồi với chú ba với anh bảy xã với lại ông chú hai đang trò chuyện hàng quyên. Rồi cá tết nữa nè. Bởi vì nó đụng cá mắc kẻ gì chú bà hấu á. Rồi dịch này nó đâu có muốn đi rồi chú Tám đang chuẩn bị đem cái dĩa chuột đầu tiên ra cả nhà đây. Bây giờ mấy ông cụ bả đang đợi nó giờ quá lâu rồi. Ai rồi đem lấy anh vậy rồi đó rồi. Rồi. Sơ sức. Can rút ra hả? Để gấp kia mới tới. Vậy đó mà. Để rồi. Để vậy rồi nó nóng cái. Cả nhà ơi. Trong khi chờ đợi thì những cái dĩa chuột của mình nướng cũng đã chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ chú cháu với lại anh em quay quần lại mà cùng nhau để mà thưởng thức cái dĩa chuột còn đang nóng hổi luôn cả nhà ơi. Bây giờ cũng xin phép mời cả nhà chung vui lên nghe cả nhà. Chúng vui đêm này cho tròn ăn thịt chuột đêm hôm nay. Tới luôn rồi đó. Mình cũng mời cả nhà luôn dùng buổi tiệc nửa đêm bắt chuột. Chuột nướng cả nhà ơi. Mình nó gài bỏ tới sáng rồi đi xuống nó làm nha. Hai chục cái 10 con hoài vậy. Ngon. Bởi vì nó gãy đường cũ nó hoài. Thì con nó có này đâu. Đã gọn rồi một con. Hết. Thì con nó có ăn món này. Chỉ vậy mới có ăn món này. Vì đây nó mới có món dặn dã như vậy nè. Chuột nướng đồng cả nhà. Giờ này là công ty mẹ. Chào ông chú. Dạ dạ. Ngon. 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 Nóng mà. Ăn hai miếng mà ngon. Ngon. Nhất là con chuột là bóng đẹp gì cả. Ngon đã ô. Cái đũa gấp đàng hoàng như vậy, có khách các bạn. Cầm đũa rồi gấp coi cho nó lượt thử xíu. Được. Ê, con chuột vàng ôm luôn cả nhà. Rồi, để xuống đi mấy ơi, được rồi đó. ATV ẩm thực vùng quê cũng mạng phép mời cả nhà dùng chung với ly rượu cùng với ATV ẩm thực vùng quê. ATV ẩm thực vùng quê cũng xin phép được kết clip ở đây cả nhà. Dạ, rồi mời cả nhà nghe. Chấm muối tiêu cũng có muối tiêu luôn nè. Rồi chúc cả nhà một ngày có luôn thành công. Dạ, nhiều sức khỏe. Rồi chào tạm biệt cả nhà. Ê, có muỗi nữa nè. Ăn đi rồi lát về đói mời chuột cái đầu nướng mà ăn cơm nữa. Ngon quá. Cho miếng mồi con Vinh, cho miếng mồi con Vinh. Giờ rồi. Ăn cơm không nè. Hả nhiều ba? Không. Nguyên cái đùi luôn. Người ta xé đùi xé nữa con. Xé nó cái đùi không vậy. Rồi cái đùi được. Vậy à. Rồi nè. Rồi rồi. Quất cốc cho nguyên. Ta đưa nguyên con. Rồi. Chào tạm biệt cả nhà luôn.